Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự Ukraine chiều thứ 3 ngày 16 tháng 7 ngày thứ 874 cuộc chiến. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ đến ngay với diễn biến chiến sự luôn vì không có hoạt động tấn công chiến thuật nào theo một cái gọi là có cái 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 mẹ cá lớn nào hoặc là theo chiến thuật chơi chiến dịch là của hai bên. Tuy nhiên, thì trong suốt 24 giờ qua, người ta lưu ý về việc Nga đã sử dụng buổi sáng rất nhiều tên lửa áp à, phá phản lực tấn công vào sùng sung mi. Chiều nay thì không những chỉ có phá phản lực mà còn có cả tên lửa Iskander đã tấn công rất ác liệt. Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là đó là những cái dấu hiệu mà họ sẽ đánh, đúng không ạ? Thế còn họ đánh hay không thì chúng ta không biết, chúng ta chỉ thấy đó là dấu hiệu thôi. Bây giờ chúng ta đến ngay với lại diễn biến. Như vậy là đến thời điểm này thì phía Nga cho biết họ đã đánh bật tất cả những đợt phản công của Ukraine ở hướng Luboke trong 24 giờ qua. Chưa có thay đổi gì về chiến tuyến đáng kể ở khu vực này. Mặc dù Ukraine đã tích lũy một lực lượng lớn tung ra một nắm đấm gọi là khá nặng đô về phía Luboke từ ba hướng nhưng mà cũng đã không ăn thua. Đấy là thông tin từ phía Nga. Còn phía Ukraine chúng ta cần phải xác nhận sau ở hướng này thì Ukraine cũng lại tiếp tục tụ tập quân ở cánh bên trái ở phía dưới của Prilipka dường như họ đang chuẩn bị một nỗ lực tấn công lớn vào hai gọng kìm của phía nga ở hai phía bên phía trên và phía dưới khi chuẩn bị khép góc tấn công ở trong làng điều này cho thấy tuy chưa được xác nhận nhưng cho thấy rằng phía nga đâu đó có mặt ở bên bờ sông đúng không ạ và xung quanh hai cái khu vực hai làng uh, của hai cánh của hai làng này còn thông tin về cái hướng này của phía nga thì đến thời điểm này chúng ta cũng không nhận gì thêm nhìn chung là khu vực phía bắc này chúng ta có rất ít thông tin hoặc là thông tin nó rất là chậm cho nên là nhiều khi nó cảm giác nó trong một cái diễn biến nó diễn ra vài nghỉ liền nó có cái sự trồng chất lên nhau đúng không ạ nó rất là xung đột cho nên chúng ta tạm thời chấp nhận như vậy ở hướng bên này tức là bên hướng chính vô tràn thì cũng không có thông tin thêm à, chúng ta chỉ biết rằng là sáng nay thì phía ukraine có một mũi tấn công đánh ngang sườn của khu vực bệnh viện của phía nga ở đây, đúng không ạ? Rồi sau đó thì họ tiếp tục đưa quân lên phía bắc, thậm chí là những xe hạng nhẹ sang để có khả năng phản công vào những vị trí phía nga đang tiến xuống phía dưới khá thuận lợi. Còn phía nga thì tiếp tục mở rộng trận địa của họ ở phía dưới, bất chấp là ukraine vẫn đang tiếp tục phản công, đồng thời là đánh chiếm thêm một vài tòa nhà nào đó ở phía trên. Theo thông tin từ phía nga, Đấy, đến đây chúng ta có thông tin như vậy. Còn ở hướng bên cánh uh, trung tâm và bên phải thì phía Nga vẫn đang tiếp tục uh, tiến quân đều đều và cải thiện tình huống đều đều uh, và không thấy cái việc là Ukraine gây được một cái sức ép đáng kể nào trong hai ngày vừa qua ở cứng cánh trung tâm và bên phải. Xuống khu vực phía Kupian. và ở đây thì một trong những cái diễn biến lớn mà chúng ta đã phân tích từ những cái dữ liệu chiến trường, dữ liệu chiến thuật và dữ liệu các cái vụ tấn công của phía Nga thì chúng ta thấy rằng là dường như phía Nga đang chuẩn bị uh, có một cái sự đình trệ nhất định nào đó trước cái cơn bão lớn họ chuẩn bị tổng tấn công ở hướng này đúng không ạ? Đấy là những cái dấu hiệu tạm thời chúng ta biết như vậy. Còn sáng nay thì phía Nga có một mũi tấn công khoảng 500 m hướng về phía tây của Liman Persi. Ở phía dưới đến tận Pichine, Stenmakipka không có gì thêm. Đến tận Makipka thì phía Ukraine đã thừa nhận rằng là họ đã mất kiểm soát của ngôi làng này rồi. Tuy nhiên thì đến bây giờ với thông tin đấy của phía Ukraine thông thường ít khi họ nói rằng họ mất kiểm soát ngôi làng như thế đó. Trừ trường hợp là họ mất hẳn nhưng mà nếu theo dữ liệu này chúng ta thấy rằng là phần lớn các khu vực quan trọng nhất tức là hướng trung tâm thì đã rơi vào tay phía Nga và phía Bắc còn lại nó vẫn còn phía Nam ở bên này bờ sông bên phải. Còn bên cánh trái thì còn nguyên của Ukraine. Đấy, thì không biết là những dữ liệu như vậy thì phía Nga đã vượt qua sông để oánh sang bên này bờ sông này chưa Đó là một cái việc mà có thể nói là khá khó đến thời điểm này Các con đường, các cao điểm, các cái vị trí phòng thủ đều ở phía bên trái bờ sông Rất thuận lợi để phòng thủ Vâng chúng ta hãy cứ có những gì chúng ta nghĩ đã, đúng không ạ à, Được thông tin hiện nay Như vậy là phía Nga đã có một bước tiến quan trọng Đột phá đánh chiếm một cái thành rất là quan trọng Đó là thành Makivka còn ở hướng này thì từ sáng đến giờ vẫn có thêm nhiều thông tin cho biết là Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công vào cái sườn bên phải đông nam của Dibova đây này. Đấy. Cái mũi tấn công này lên này. Họ không tấn công sang đây. Bên này thì đúng là có một hệ thống chiến hào của phía Nga ở đây thật. Nhưng mà họ tấn công lên phía trên. À, về phía trên thì nó lại không dày đặc bằng ở phía bên phải. Mặc dù nó có. Nó như thế này. Đấy còn bên này thì nó có khoảng độ 2 ba cái dãy chiến hào như thế này khá là dày thì mũi tấn công này chúng ta cũng biết rằng là bỏ qua những yếu tố Ukraine có thể đánh đấm được cái gì lớn thì ít nhất là họ cũng muốn làm cho phía nga mất tập trung đúng không ạ một cái điều mà đến thời điểm này tôi nghĩ rằng là nó cũng không không quá phù hợp nhất là họ phải hy sinh những lực lượng tinh nhuệ của lữ đoàn Azov để đánh vào khu vực này rất có khả năng thì những lực lượng này là lực lượng mang tính chất là đặc nhiệm ấy đúng là đây là cái như tiểu đoàn đặc nhiệm của azov xuất hiện ở hướng này thì những cái tiểu đoàn đặc nhiệm này nó nó rất là thuận để nó đánh vào những khu vực mà nó cũng mang tính chất đặc biệt đúng không ạ đấy là những cái vùng nách vùng gọi là các, các cái loại gọi là hẽm hiếc đấy đúng không ạ thì khu vực này chúng ta thấy rằng là về phía nga họ sẽ không có nhu cầu phản công không có nhu cầu phòng thủ thậm chí là nếu nói một cách chính xác ấy nếu một cái người mà nắm được thế trận thì họ sẽ để cho Ukraine tiến vào tận đây đúng không à? ạ đấy trừ khi là Ukraine phải rất mạnh thì nó họ mới sợ còn nếu mà là chỉ quân đặc nhiệm thì không tiến được bao nhiêu xa và vào càng sâu thì càng thiệt đấy, nhưng mà nếu mà Ukraine mạnh thì họ đã tấn công được họ đánh hết các cái khu vực này bên ngoài này rồi cho nên là cái việc mà ở trong chiếu dưới Ukraine tiếp tục đổ dồn nguồn lực đánh vào đây cũng là một cái uh, dấu hiệu thấy rất là lạ. Và bây giờ là đã đến tới 2 tuần rồi đúng không ạ? Họ liên tục làm cái việc đó. Hướng Civic thì không có thông tin gì chiều nay, còn uh, sáng nay chúng ta đã xác nhận được tọa độ vị trí tấn công của phía Nga ở hướng Fedorivka lên khoảng hơn 1 km đúng không ạ? Và nếu diễn ra trong uh, 48 giờ đồng hồ thì chúng ta thấy phía Nga đã có những mũi tấn công theo bốn cái hướng như thế này. Đấy, lên phía trên xuống phía dưới thì uh, có những giao tranh tiếp tục của phía nga đang tấn công ukraine ở vùng kikiche sau khi họ đã tiến được hai miếng trong những ngày gần đây, đây bây giờ không biết là kết quả của tấn công của vụ tấn công này như thế nào còn ở hướng giúp ba hôm qua thì phía nga đã chiếm thêm một đoạn sáng nay họ chiếm thêm một đoạn nữa còn đến thời điểm này thì họ chiếm thêm một đoạn nữa có khả năng cái con đường uh, là con đường này con đường này đã rơi vào tay nga đây, thông tin mới nhất là khả năng con đường này. Thì như vậy là cái vùng kiểm soát của phía Nga bây giờ có khả năng đã dâng lên đến đây rồi. Đấy. Cộng với cánh trái chúng ta có cũng một cái con đường dọc nữa, đúng không ạ? Vào buổi sáng ngày hôm nay. Một hoặc hai con đường gì đó ở đây. Và Ukraine đang có thể nói rằng là những cái người phụ trách mặt trận này họ đang đang gióng lên một cái hồi chuông có thể nói là nguy hiểm, đúng không ạ? Nguy hiểm đến vùng này. Nếu không có biện pháp, họ có thể mất mức Dukba hoặc là Pichine trong một thời gian rất nhanh. Còn bên này thì chúng ta không nắm được uh, là nó có cái gì, uh, bãi mìn này, còn ở đây thì tất nhiên nó là một pháo đài của Ukraine rồi, chúng ta cũng nhìn thấy là trên bản đồ này, ở đây đã có những cái hệ thống phòng thủ ngoài rừng, trong rừng chắc chắn là có, đằng sau con đường trong rừng có, sát bờ sông có và bên kia bờ sông chắc có, cho nên là nó có 3-4 lớp liền, rất khó để Nga có thể vượt qua, à, và thậm chí ở trong đây nó còn này, đấy. Thì như vậy là chúng ta không biết cụ thể giao tranh ở đây thế nào nhưng nhìn chung là phía Nga đang gặp khá nhiều những cái khó khăn để giải quyết cái cụm này cho nên là họ đã có vẻ họ tập trung vào hướng bên này, rồi họ sẽ tập trung hướng bên này khi mà dâng cao để mà đánh vào sườn của cụm phòng thủ đó từ ba hướng. Và chúng ta sẽ có bọc sườn từ hướng này đúng không ạ? Nếu mà Nga tiến ra đây được đến đoạn này thì họ có thể tấn công vào đây. Và nếu một phát này nữa thì tôi nghĩ rằng là khó để Ukraine có thể phòng thủ và trước đó họ có thể sử dụng rất nhiều những cái loại pháo cỡ lớn, pháo phản lực vân vật, vốn là cái sở trường của phía nga ở khu vực trung tâm thì ngày hôm qua phía nga đã có một cái bước tiến đáng kể nào đó đúng không quý vị và bằng ở hướng này rồi trước hôm đó thì cả cái mảng to này rồi sau đó thì họ mở rộng ra phía bên trái đúng không ạ phình ra đây quý vị nhìn nó phình ra còn ở cái hướng quan trọng này ngày hôm nay, buổi chiều hôm nay chúng ta nhìn này. phía Nga đã chiếm được ở cái hướng phía Nam này, cái tòa nhà cao tầng. Một vài dãy nhà này cao tầng đầu tiên ở hướng này. Còn trước đây thì họ mới chiếm được cái hướng bên này. Còn lại cái vùng phía Bắc thì nó là vùng xám, bây giờ vẫn chưa đang xác minh nó là thuộc về bên nào. Sáng nay thì thấy Ukraine bắn phá bom vào đây. Đấy, thì điều đấy cho thấy rằng Ukraine ít nhất là họ không còn chỗ này nữa. Còn không biết Nga có tiến được vào không Nhưng đến bây giờ chúng ta có thể khẳng định là Nga đã chiếm được những dãy nhà quan trọng Ở hướng phía Nam, hướng phía Đông, hướng phía Đông Nam Và Ukraine đã rút ra Thì như vậy là khá thuận lợi để cho phía Nga có thể tiến vào đúng không ạ? Một bước tiến nhỏ trong buổi chiều nhưng mà rất quan trọng Còn buổi sáng thì chúng ta biết là họ đã tiến về cái hướng phía bên này Ở đâu đó còn ở khu vực phía New York thì chiều nay phía Nga lại tiếp tục tấn công về hướng phía bên phải của đường tàu, một cái bước tiến không đáng kể nào đó ở đây và phía Ukraine cũng đang thừa nhận là phía Nga đang cố gắng mở rộng trận địa ở đây để kết nối với trận địa của về ở phía đông để mà gọi là úp sọt toàn bộ cái trận địa phía đông nam của New York trước khi bao vây New York từ hướng phía đông nam. Còn cái gọng kìm của họ bên phải đường tàu ở hướng phía Tây Nam có thể nói rằng là đã những cái pháo đài lớn đã rơi vào tay phía Nga hết rồi. Ukraine rất khó để có khả cơ hội để tấn công trở lại. Tuy nhiên, đến thời điểm này các đoàn phản công của Nga đang liên tiếp diễn ra ở New York ở đâu nữa? Ở Krasnohrivka đấy và và ở Novoselica uh, Perse, per mà chúng ta sắp đến ở vùng Edeka đấy. Thì Ukraine phản công bây giờ ba cái thành mà đang bị ba... Nga vây hãm ác liệt. Ở hướng này thì theo thông tin ban đầu đến bây giờ thì phía Nga đã đánh vượt tất cả những đợt phản công của Ukraine. Tuy nhiên thì tôi cũng không nghĩ rằng Ukraine không thể tiến được chút nào. Ờ, họ nói rằng họ đánh bật, đánh bại vân vân nhưng mà cái điều đấy nó cũng uh, không đồng nghĩa với cái việc là hoàn toàn là họ không mất trở lại tay phía Ukraine cho nên là chúng ta sẽ xem thông tin về ngày mai như thế nào. Ở hướng bên tay trái, chiều nay lại có thêm bước tiến rất quan trọng của phía Nga. Bây giờ thì họ đã đánh sọc vào thẳng cái dãy rừng đầu tiên ở đây. Đấy. Nhìn hình ảnh Ukraine đã sử dụng UAV tấn công vào cái trận địa của Nga ở cái góc này. Rồi xe bọc thép của Nga đi nghênh ngang, bắn cháy uh, loạn xì ngậu đây. Rồi sau đó là bị UAV tấn công vào, xong rồi đó bị thiệt hại. Rồi đang rút về đằng sau, không biết có rút về được uh, cả xe lẫn người hay không thì như vậy cho thấy đây là một cái bước tiến uh, quan trọng của phía nga đúng không ạ? Cho hướng này thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái thành rất dễ hiểu thôi bởi vì dường như nga đang tập trung tất cả nguồn lực để họ đánh cái um, thành này bằng được. Vì từ thành này thì chúng ta thấy rằng là dễ giải quyết cái thành đằng sau nó và cái zelenyka ở phía trên đúng không ạ? Đặc biệt quan trọng ngay xíu đằng sau nó thì là progress rồi. Phía nga hôm nay thì đã tiến progress tới sát thành trong buổi sáng để chúng ta nhìn xem. Một cái mũi tấn công của họ rất quan trọng ở đây chỉ còn 500 m nữa là trong thành. Và nhiệm vụ của Nga là phải tiến đánh ở đây đúng không ạ? Đánh ở đây rồi họ sẽ có thể tiến được từ về hướng bắc sẽ rất khó để cho Progress có thể phòng thủ. Nhất là bây giờ phía nam thì phía Nga cũng đã chiếm được vài thị trấn quan trọng ở hướng phía đông nam rồi. À, cho nên là có thể nói là họ chờ cái mũi này thôi để có thể gọi là chính thức công phá vào Progress Nga bắt buộc phải đánh progress. Nếu không khai thông được cái progress này thì chúng ta để ý ở đây nó có cái giờ bờ sông rất lớn chảy từ đây xuống đúng không ạ? Qua mấy cái hồ lớn nữa và xuống tít phía dưới. Nếu mà không khai thông được thì Nga sẽ bị chặn lại đây. Đấy, hay nói đúng hơn đây nó là một cái rào cản tự nhiên. Họ có thể vượt qua nhưng mà chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Thế nhưng nếu mà họ vượt qua được khu vực này để tiến quân rồi thì có thể nói là đúng là một cái mũi đột phá qua phòng tuyến và từ đó giải quyết được trận địa bờ sông này khá dễ dàng và như vậy là cái mũi công của phía nga về hướng lozovake này nó rất ý nghĩa trong chiều ngày hôm nay đúng không ạ tất nhiên là chưa chiếm được nhưng mà có khả năng là nga sẽ đang tiến dưới rất, rất gần với cái việc là chiếm được lozovake một cái làng thực tế thì nó cũng chả có mấy người sinh sống nhưng mà lại rất nhiều những cái cơ quan phòng thủ của ukraine còn ở hướng phía dưới thì chiều nay phía nga lại có một bước tiến, tuy không dữ dội như mọi ngày, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là họ tiếp tục chiến tiến quân ở đây, gần như là họ đã chặn ở cái khu vực hơi lệch lệch ra phía trung tâm một tí, đúng không ạ? Cắt đứt, uh, chia cắt cái thị trấn này ra làm hai, Đấy uh, ở Novoselica ý tôi đang nói đây. Đây ở đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là mũi công nào đó nó đã chặt đứt cái sự liên kết này. Đấy, chúng ta không biết là chiều sâu lên đến đâu và bản đồ này thì cơ bản bây giờ nó đã như thế này rồi chứ nó không còn như thế này nữa và họ đã cắt đôi cái thị trấn ra rồi về phía Ukraine thì họ nói rằng là họ đã phải rút quân từ hướng đông bắc này và hướng bắc này đấy, đấy là thông tin của Ukraine à, theo thông thường thì thông tin Ukraine nó sẽ chậm so với lại thực tế Đấy, thông thường họ sẽ làm như vậy uhm, tất nhiên đấy là một yếu tố tự nhiên thôi đúng không ạ Uh, những người làm những cái công tác như thế này thì họ cũng không thể nói dối được, bởi vì là nói dối mà có chuyện gì họ chịu trách nhiệm nhưng mà họ sẽ nói chậm. Chúng ta thấy rằng là cơ bản Ukraine đã phải rút từ bắc và đông bắc từ lâu rồi. Đây bản đồ chúng ta hay tham khảo đây, thì uh, phía nga thực tế là đánh chiếm một cái khoảng nó rộng hơn, nó không sâu bằng. Tôi vẽ nhưng mà rộng hơn, đúng không ạ? Đấy, như vậy là nhìn đâu đó, vâng, nó đến đây, Đấy. từ đến đoạn này. Nhưng mà ra tổng uh, tận tít cái đoạn phía trên này, và wow, một cái mũi uh, khá to. Nhìn chung là mình gọi là cái khu vực Tây Bắc, khu vực Tây Bắc đã rơi về phía nga, đúng không ạ? Chỉ còn lại một mẩu ở phía ngoài thôi, không còn ý nghĩa gì nữa ở đây nữa. Như vậy đến chiều hôm nay thì chúng ta thấy rằng là bản đồ của phía của cái Novoselica này nó sẽ đâu đấy, nó sẽ như thế này này quý vị. ạ Đây, nó như thế này này. Đấy đấy là vùng kiểm soát còn vùng xám thì có khả năng nó đã qua cả khu vực trung tâm đấy và nó uh, ít nhất nó phải vài trăm mét so với lại cái vùng kiểm soát vâng tóm lại là lòng vòng nói một cách cụ thể thì nó thành nó đi rồi đúng không ạ nó đi rồi nó chỉ còn chờ lại những cái uh, nỗ lực dọn dẹp và ukraine có thể cầm chân giữ chân được bao lâu mà thôi bởi vì bên dưới họ vẫn còn đúng không ạ trận địa họ vẫn còn cho nên họ sẽ vừa đánh vừa rút thôi À, ở Krasnodrivka thì đúng như chiều hôm nay chúng ta đã Sáng nay chúng ta đã phân tích quý vị ạ Thực tế là Nga đã tái chiếm lại cái khu vực này Đấy chúng ta nhìn này Họ đã tái chiếm lại này Họ tiến công lên đây và tiến ra đây à, Và đoạn này họ đã chiếm lại hết các khu vực Buổi sáng nay, hôm qua Ukraine chiếm lại đấy Thì lúc đấy chúng ta đã nói rồi đúng không ạ Là Ukraine cũng không hiểu tại sao họ đánh vào đây để làm cái gì Vào cái chỗ này à, Thì bây giờ họ mất lại rồi Và có vẻ như mất nó rất dễ dàng thì không khai thác được thêm và có nghĩa rằng là Ukraine phải đánh lên trên để cắt trận địa của phía nga ra nhưng mà họ đã không mở rộng được cái mũi đó đúng không ạ? thì bây giờ họ đã bị phía nga chiếm lại và còn mất kiểm soát luôn cả cái con đường hướng về cái khu vực thắt nút cổ chai quan trọng này nữa. nhìn chung là những cái quyết định của Ukraine nó thực sự nó khá lạ đúng không quý vị đấy. Nếu như mà họ đánh vào những cái chỗ này này thì nó rất là hay đánh vào chỗ này để mà làm giảm cái bớt đà tấn công của phía nga đi đấy, thế nhưng mà cuối cùng họ đánh vào một chỗ mà thực sự là nó không quá quan trọng và nó rất dễ mất đúng không ạ tức là nó kẹp vào nách của người ta rồi đấy còn cái mũi tấn công của Ukraine ở hướng này và hướng này thì không biết là buổi sáng nay bây giờ có thay đổi gì buổi sáng chúng ta đã có bước tiến vài trăm mét ở đây thì không biết đó có phải là mũi này hay không còn mũi này thì không thấy thông tin gì và mỗi ngày trôi qua thì chúng ta cứ thấy Krasnodarka nó mất dần mất mòn thôi. Ở đây bản đồ ghi như này thôi nhưng mà chúng ta có thể đi tới một cái chắc ăn ấy là gần như Ukraine sẽ không còn ở trong cái vùng này nữa, đúng không ạ? Họ đã rút ở đây ra rồi. Đấy và có khả năng Nga đang làm cái công tác dọn dẹp ở trong cái hõm này thôi. Như vậy là cái phần còn lại nó chỉ tầm có 15% toàn bộ thị trấn nếu mà trong vùng đô thị vâng xuống phía dưới từ rất lâu rồi không có gì ở herodipka à, rất thú vị đúng không ạ và phía tây của Bobipda. Paraskopipka kipka cũng lâu lắm rồi không có giao tranh dữ dội và thay đổi à, diễn biến gì ở à, phía dưới cũng vậy luôn còn ở phía bên này thì sau khi nga chiếm được hai cái thành này quá ngon họ cũng chưa có động thái cụ thể gì để đánh cả nhưng mà chúng ta biết một điều ấy là thực tế là ukraine đã mất đi hai làng tiền tiêu đấy hai làng phòng thủ tốt nhất mất đi uy tín của vụ tổng phản công. Và chắc chắn là phía Nga đang tấn công chính trị Ukraine, cho nên là ngoài yếu tố đánh chiến địa rất quan trọng vùng này thì cái vấn đề chính trị cũng sẽ khiến Nga sẽ huy động nguồn lực cho cái cái vùng này đúng không ạ? Nhưng mà tôi không theo dõi được sự chuẩn bị tập trung quân của hướng của Nga ở đây. Nhưng mà với cái thông tin ngày xưa đến giờ ấy, thì thường nếu họ đánh nghiêm túc thì họ không lộ ra chúng ta biết. Thì cũng rất có khả năng là Nga chuẩn bị đánh lớn đấy quý vị, đánh đến tận Vremika, Velika thì thôi đấy. Thứ nhất là khu vực này nó rất là quan trọng về mặt chiến lược, đúng không ạ, cho toàn vùng và cả chiến cuộc nữa. Đấy, cho nên là Nga sẽ đánh. Thứ hai là vấn đề chính trị. Thứ ba là vượt qua cái tiền tuyến rồi, thì đằng sau nó sẽ không còn hổ báo bằng tiền tuyến nữa. Thì tất nhiên là phải ao tới để đánh ngay, không để cho quân địch có thể có cơ hội để dàn dựng hệ thống phòng thủ, đúng không ạ. Cho nên là phía Nga sẽ tiến công. À, hơn nữa ở đây tôi thấy một cái dấu hiệu là phía bên uh, Zaporizhia Quý vị nhớ là mấy ngày trước thì Nga đã tấn công một cách dữ dội bất thường vào tomacha đúng không ạ à, Ngày hôm nay thì uh, sau một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng ở đây Thì chúng ta thấy phía Nga đã tấn công đạn chùm vào khu vực này Cộng với lại pháo phản lực ở đây nữa Thì cái việc mà họ đánh đạn chùm ấy Sau đó là thường đánh nhau ở trên bộ đúng không ạ à, Sẽ có những đợt tấn công thì không biết là Nga có đánh hay không. Nhưng mà nếu đánh thì đó chính là những gì mà những cái dấu hiệu của Nga những ngày trước đây cho chúng ta đi tới kết luận như vậy. Họ đã cải thiện những vị trí ở đây này, đúng không ạ? Đấy, rồi họ tấn công bom đạn ác liệt và Tomancha thì bây giờ họ đánh lên là quá đẹp rồi, không còn gì nữa. Cũng như là trận địa ở đây thì cũng nên kết thúc rồi để mà Nga gây sức ép lớn cho Ukraine và chiếm lại cái vùng này để giải quyết vấn đề chính trị đấy. Coi như là cho toàn bộ cuộc tổng phản công của Ukraine quay trở lại con số 0. Quý vị nhớ là tổng hàn công là đây này. Đấy thì nó còn cái vùng trên này. Thứ hai nữa ở chỗ này này thì nó có thành Makarivka, Storeze này và Netuke này. Và còn lại mỗi cái phần bên phải của vùng uh, Kikicha thôi. Đúng không ạ? Đây. Cả ba vùng này đang bị đánh. Đúng không ạ? Ba vùng này không quan trọng với Nga tại thời điểm này nhưng mà đều bị đánh, chỉ có mỗi cái vùng giữa thì nó quan trọng. Đấy, nhưng còn hai vùng kia thì nó thực sự nó không quá quan trọng đến đến mức độ họ phải đánh ngay bây giờ. Thế nhưng mà chúng ta thấy là cả ba vùng này đều bị đánh trong thời gian gần đây. Thì điều đấy cho thấy rằng là Nga đang muốn cho Ukraine thấy và phương Tây thấy, người dân Ukraine thấy toàn bộ những nỗ lực trong cuộc tổng phản công năm ngoái của họ đã phải trả một giá đắt. Và rất thần thánh thì bây giờ sẽ bị quay trở lại con số 0 và thậm chí là con số âm như vậy là trong chiều ngày hôm nay của chúng ta ấy, thì uh, mặc dù là phía nga vẫn có những sự dục dịch và tiến quân ở những nơi quan trọng nhưng mà chúng ta không còn thấy so với chiều hôm qua uh, có những cái bước tiến liên miên trên khắp chiến tuyến nữa đúng không ạ thì uh, và cũng cũng chỉ biết một điều rằng là nga cũng không có lý do gì để họ chậm lại cả cho nên là đấy là một dấu hiệu uh, cho chúng ta một cái sự uh, gợi ý đó là một cái sự uh, và một cái sự uh, im lặng đúng không ạ im lặng đáng sợ trước khi cơn bão ập đến thôi bây giờ thì chúng ta đến với những thông tin rất là sôi động liên quan tới vấn đề chiến cuộc trong ngày hôm nay và đầu tiên thì phải kể đến một cái thông tin động trời với ukraine quý vị ạ thông tin động trời đó là việc là ứng cử viên tổng thống mỹ donald trump người mà đang có một cái sự trỗi dậy về sự ảnh hưởng và sự ủng hộ của cử tri Mỹ cũng như là chính đảng các chính đảng Mỹ trong cuộc chạy đua ngàn trắng. Có nghĩa rằng ý tôi nói rằng ông ấy đang gần như là chắc thắng rồi. Chiều nay ông ấy đã chọn lựa cái ứng cử viên cho chức phó tổng thống là ông Dick Vance. Ông Dick Vance là một trong những cái người mà có thể nói là bất lợi cho Okena. Tất nhiên là chính khách ở Mỹ thì họ luận điệu rất nhiều. Sau khi họ trúng cử thì nó khác đúng không ạ? Thế nhưng mà ít nhất đó là một trong những người đã lên tiếng nhiều lần về việc là chống cái cuộc chiến ở Ukraine. Chống việc Mỹ theo đuổi viện trợ cho Ukraine. Và Ukraine đã đón nhận thông tin đó cực kỳ là tồi tệ. Đó là một thông tin khá dài. Trước hết thì tôi sẽ đến với lại những thông tin liên quan tới um, bài phát biểu của ông Zelensky nhân ngày quốc khánh Ukraine. Ông ấy nói đại khái là chúng ta đang phải chiến đấu lại một kẻ thù tồi tệ khủng khiếp. Và có thể nói là bọn chúng không phải con người. Bọn chúng đang sống ở một nơi rất là xa với những cái đức tin và sự thật của loài người. Bản chất của bọn chúng là tàn phá và cái chết. Cho nên chúng ta phải đoàn kết để vượt qua điều này. Ukraine sẽ không thể chấp nhận những điều kiện mà những điều kiện đó là những điều kiện còn không được phép sống một cách tử tế, điều kiện thấp hơn sự tồn tại, thấp hơn được quyền là con người. Ukraine sẽ không phất phục trước cái ác. Bản thân cái ác này đang đổ máu bên trong hắn bởi vì sự tự khẳng định à, những cái căn bệnh của quốc gia của chính bọn chúng. Chúng khinh thường và sự sự thật và con người. Chúng khinh thường Đức Chúa và đánh giá thấp tất cả những giá trị của con người trừ chính bản thân chúng nước nga đang xây dựng quốc gia của mình trên những điều tồi tệ đó nhưng chúng ta sẽ khác bọn chúng chúng ta được tách biệt uh, từ những linh hồn của chúng ta khỏi những kẻ thù tàn độc và chúng ta sẽ phải đánh bại cái ác này ukraine sẽ làm điều đó thay cho thế giới ở đây chúng ta luôn có ukraine lịch sử của chúng ta con người của chúng ta quốc gia của chúng ta Vâng, quá kinh khủng. Sau đó thì ông đã gửi tới bản dân thiên hạ những thông tin rất là mừng cho Ukraine. Đó là Ukraine sẽ nhận được 40 tỷ euro viện trợ cho EU năm 2025. Ukraine sẽ nhận được lời mời và sẽ trở thành thành viên của NATO ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Việc tổng động viên đang diễn ra theo đúng kế hoạch và thậm chí những chỗ huấn luyện binh lính mới còn không có đủ chỗ để huấn luyện đại diện liên bang nga sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh thế giới tiếp theo kế hoạch tấn công khắc cốp của nga đã hoàn toàn bị thất bại để bảo vệ bầu trời ukraine thì chúng ta cần đồng minh viện trợ cho chỉ cần 25 khẩu đội patriot thôi ba lan có thể bắn hạ tên lửa tấn công các cơ sở lưu trữ khí đốt của ukraine nếu không các nước NATO sẽ không còn khí đốt. Và đấy là bài phát biểu của ông ấy. Đúng không ạ? Bài phát biểu thì nếu mà không biết về ông Zelensky và Ukraine thì chúng ta thấy rằng là bài phát rất hay. Đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu biết rồi và biết những cái dụng ý rồi thì chúng ta thấy rằng là nó là luận điệu. Tất cả nó đều là luận điệu. Ví dụ tôi nói đơn giản như là Ba La sẽ bắn hạ tên lửa của Nga tấn công cơ sở khí đốt. Nếu không bắn thì họ sẽ không còn khí đốt đấy nó có một cái ý, ý nhắm rằng là các ông trách nhiệm công phải bắn, còn đây là cứ đốt của các ông, đúng không ạ? Nếu mà công không bắn thì công nghỉ khi đốt luôn. Còn lại những thông tin khác thì chúng ta thấy họ cần 25 hệ thống phòng không Patriot, để không biết bây giờ phương Tây góp gộp lại có đủ 25 hay không. Kế hoạch tấn công khắc cốp thất bại hoàn toàn, tôi không nghĩ thế. Đại diện Liên bang nga sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng có vẻ Liên bang nga nói rằng là họ không biết là đang có hội nghị thượng đỉnh đã có hoặc là sẽ có, bởi vì họ không coi đó là kế hoạch hòa bình, hội nghị hòa bình. Việc huy động đang diễn ra đúng kế hoạch, thực ra thì nó chỉ đạt khoảng độ bao nhiêu, à, một phần tư so với lại những cái tổn thất của can trên chiến, chiến trường. Nếu mà tích cực thì là một phần ba, còn không thì tồi tệ là một phần tư. Chỗ huấn luyện không đủ chỗ thì đúng có thể như thế bởi vì thực ra Ukraine không có nhiều chỗ huấn luyện. Vì trước đây họ huấn luyện ở nước ngoài rất nhiều, thì bây giờ họ huấn luyện toàn trong nước thôi, nó thiếu là luyện đương nhiên thôi. Ukraine sẽ nhận được lời mời trở thành thành viên NATO ngay sau chiến tranh kết thúc. Đúng thế, nhưng mà bao giờ mới kết thúc? Đúng ạ. Câu này nó định hướng dư luận rất nhiều. Uh... Okina, uh, nếu mà từ quan điểm của chúng tôi thì Okina chỉ có thể trở thành NATO sau khi họ không còn là một mối đe dọa cho bất kỳ ai nữa thôi, đúng không ạ? Thì lúc bây giờ họ mới có thể vào được. Ukraine sẽ nhận được 40 tỷ euro, uh, thôi thì cái việc này là của Liên minh châu Âu, tôi cũng không nghĩ rằng năm sau tiền nó dễ đâu. Bây giờ ở Quốc hội Mỹ, kể từ khi Donald Trump mà trỗi dậy ấy, thì có thể nói rằng là các cái chính sách nó đang rất bất lợi cho Ukraine thậm chí những ủy ban quân sự ấy, những người mà trước đây ủng hộ ừ, chiến cuộc dã man thì bây giờ họ còn từ chối, từ chối để kích hoạt những cái gói đấy cơ. À, có nghĩa rằng tình huống rất là khó đúng không ạ? À trong khi đó thì quan chức à, Mỹ nói rằng là nước Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC để tấn công vào sâu lãnh thổ của nước Nga. À, và người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nói rằng là chính sách của chúng tôi liên quan tới việc tấn công tầm xa không thay đổi và điều quan trọng tất cả mọi người phải hiểu rằng là chúng ta không muốn có những hậu quả không tính toán được những sự leo thang có thể dẫn tới một cuộc xung đột rộng lớn hơn ngoài biên giới ukraine và đó chính là những điều tất cả mọi người cần phải suy tính trước khi chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc người phát ngôn của bộ quốc phòng pat rider à mỹ đã nói và tiếp theo thì thông tin ngày hôm nay thì như tôi nói là việc mà ông zelensky bị ám sát hụt thì đã gây ra một cái sự uh, tiếc nuối trong lòng của những lực lượng mà có cái tư tưởng dân tộc ở của ukraine à, bởi vì ai cũng biết rằng là ông donald trump có thể nói được coi là kẻ thù của những cái người đó ở ukraine À, quý vị còn nhớ rằng chúng ta đã từng xem những video về việc là những người lính ở trong những đơn vị đó họ đã lấy cái hình ảnh của Donald Trump làm bia tập bắn. Đấy, cho nên là có thể nói là bản thân họ là có một cái mối thù với Donald Trump, đúng không ạ? Thì bây giờ Donald Trump bị à, ám sát hụt là một trong những cái đòn giáng rất nặng vào cái tinh thần của bọn họ. Bây giờ thì ông Donald Trump không những là không chết mà... Chúng tôi phân tích cùng quý vị trong chương trình ăn cơm khoai và đêm nay thì ông còn đạt được vô vàn những cái lợi ích và khả năng ông trúng cử cử là có thể nói rằng là bây giờ nó nó áp đảo rồi. Nó áp đảo rồi mà nếu không có gì thay đổi, đấy chúng ta thường nói là ý nói là bây giờ cuộc bầu cử tổng thống diễn ra bây giờ thì ông Donald Trump chắc chắn là trở thành tổng thống. Chắc chắn 100% luôn. Và ngày hôm nay ông lại chỉ định một cái người phó là một cái người có quan điểm về cuộc chiến này giống với ông thậm chí là còn có cái gì đó nó mang cái hệ tư tưởng là hơn ông ấy còn ông ấy là một cái người nó thực dụng đúng không ạ thế nhưng mà cái ông g.ivan này là một cái người mà mà có thể nói rằng là phản chiến từ trước đến nay Đấy, nhưng mà ý tôi nói là nó vẫn là cái vấn đề luận điệu thôi nhá còn khi người ta nhận chức thì nó câu chuyện chúng ta chưa biết được chúng ta cứ nhìn mike johnson thì chúng ta biết đúng không ạ chủ tịch quốc hội mỹ thì một trong những cái um, điều mà Ukraine cần phải lo lắng về ông Mai ông um, GD Vance này là ông ấy đã nói những câu như thế này này ông nói ngay sau khi mà được chỉ định làm phó ông ấy nói như là nếu như bất kỳ ai còn có một cái não hoạt động trong đầu của họ thì họ đều biết rằng cuộc chiến này sẽ phải kết thúc bằng việc đàm phán hòa bình chính sách của chúng ta về Ukraine là một chính sách không bền vững Tỷ lệ độ tuổi trung bình quân đội Ukraine bây giờ đã là 43 và đó là một cái thảm họa. Thậm chí là tuổi thọ trung bình đó, uh, tuổi tung trung bình đó còn lớn hơn cả tôi. Anh hãy nhìn mà xem, không ai có thể hiểu nổi rằng 61 tỷ đô la của chúng ta vừa chuyển cho họ có thể đạt được điều gì. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy theo đuổi một cái chương trình đàm phán hòa bình. Năm 2023, chính ông Vance cũng đã là một người cực lực phản đối các gói viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Mà lúc bấy giờ thì ông đã ký một cái um, đại khái là một cái thỉnh cầu đối với tổng thống Joe Biden và kêu gọi tổng thống Joe Biden là kết thúc những cái nguồn viện trợ vô giới hạn cho Ukraine. Rồi ông dọa sẽ ngăn chặn tất cả các gói viện trợ nếu như mà những gói viện trợ này nó không phục vụ một cái chiến lược liên quan tới việc kết thúc cuộc chiến nga ukraine một cách nhanh chóng có nghĩa rằng là ông ấy không phải là phản chiến nhưng mà ông ấy là phản thua ông ấy biết một điều rằng là người mỹ không thể chiến thắng được người nga trong cuộc chiến ở ukraine đúng không ạ chứ còn nếu mà chiến thắng được thì bản thân ông đấy và ông donald trump thì cũng rất muốn thôi những quan chức của châu âu nhận định rằng việc chỉ định uh, thượng nghị sĩ bang ohio ông J.D. Vance với tư cách là ứng cử viên chức phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa là một thảm họa cực kỳ lớn đối với Ukraine. Còn tờ Politico của Mỹ thì nói rằng là tại cái hội nghị quốc gia của Đảng Cộng Hòa ngày hôm nay, Donald Trump đã tuyên bố ông sẽ đề xuất ông Vance trở thành phó tổng thống nếu như ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào mùa thu năm nay và ngay sau đó thì uh, toàn bộ cái hội nghị đã uh, chỉ định luôn ông Van điều này cho thấy là ông Donald Trump và ông Van đã có một cái sự tương thiện tương tương liên gọi là tương thông đấy liên quan tới những cái vấn đề chính sách của mình còn ở Ukraine thì bây giờ các kênh truyền thông trong nước đang diễn ra một cơn kinh hoàng liên quan tới việc bổ nhiệm ông Van làm phó tổng thống trong cuộc bầu cử của ông Donald Trump À, những nhà phân tích chính trị nói rằng là nhân vật này là một trong những nhân vật chống Ukraine ác liệt nhất ở chính trường nước Mỹ. Ông ta đã kêu gọi việc là nước, đất nước của chúng ta phải nhượng bộ những vườn lãnh thổ bị chiếm đóng cho Putin. Và ông ta đã sử dụng tất cả những quyền lực của mình để làm gián đoạn việc phân bổ 61 tỷ đô la viện trợ cho chúng ta vào hồi tháng 4 và tất nhiên là không chỉ những quan chức của phương tây lo lắng cho kenya mà bản thân họ cũng lo lắng cho chính họ họ cũng gọi luôn là sự bổ nhiệm này của quốc hội à, của đảng cộng hòa cũng là một cái thảm họa cho châu âu luôn bởi vì là chính sách và quan điểm của ông này nó khá hợp với lại ông donald trump một người mà có tư tưởng cũng khá là chống phương tây còn nhớ những bài phát biểu của ông 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 Vance này tôi nhớ hồi đầu năm ngoái ông ấy nói rằng là ông ấy từng nói hồi đấy thì ông ấy chưa nổi tiếng như bây giờ nhưng ông ấy nói rằng là nói thật với các bạn là tôi chả quan tâm lắm đâu về chuyện gì sẽ xảy ra cho ukraine đấy ông ấy nói thẳng như thế luôn và điều đó cũng khiến cho ukraine rất lo lắng và châu lo lắng đúng không ạ nhưng ông này lại là một người thay vì là ủng hộ ukraine thì ông lại ủng hộ israel có thể nói là cực kỳ cuồng nhiệt. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rằng là không phải là ông yêu hòa bình đúng không ạ, mà cơ bản là ông đã chọn cái cái đối tượng mà mình theo đuổi ủng hộ thôi, bởi vì những chính sách lobby là chủ yếu. À, để chúng ta cùng nói qua về người này ấy, thì chúng tôi nói rõ trong chương trình buổi tối, nhưng đây là một người mà đã xuất phát từ quan điểm bình dân, học vụ, đại khái như vậy tức là phục vụ quần chúng nhưng bây giờ thì phục vụ cái giới tài phiệt và giới thượng lưu cho nên đó là một cái con người có thể nói đã thay điều cái luận thay đổi cái luận điệu của mình cho nên sau khi ông ấy mà trở thành phó tổng thống ông Donald Trump thì kể cả ông ấy và Donald Trump chúng ta cũng chưa biết được là quan điểm của hai người đó về cuộc chiến như thế nào chúng ta chỉ biết rằng là thì ở nước Mỹ nếu như có hai giới tài phiệt nhắm vào việc ủng hộ cuộc chiến Ukraine và Israel thì chúng ta hãy xem là cái giới nào là chiến thắng thì chúng ta sẽ thấy là ưu tiên của hai ông này nó về đâu. Còn nếu như hai giới đó là một đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy cuộc chiến nó vẫn khốc liệt như vậy. Đấy chẳng qua là nó sẽ khốc liệt hơn ở cái chiến trường Israel Palestine mà thôi. Còn đã gọi là cần những cuộc chiến tranh để sống thì nó ở đâu cũng thế mà thôi. À nhưng liên quan tới Israel thì nó lại có những người do Thái, đúng không ạ? Nó khác biệt, nó không chỉ đơn thuần là họ cần tiền mà họ cần có cái uh, cái sự uh, che chở cho uh, đất nước Palais, uh, Israel của họ nữa. Còn những cái giới bình luận thân phương Tây thì nói rằng là cứ nhìn vào việc Donald Trump đã chỉ định ông Van làm phó tổng thống thì cho thấy rằng chính Vladimir Putin đã lựa chọn Donald Trump và cũng lựa chọn luôn cả Dizy Vance và đấy là những cái nhận định của các chuyên gia hàng đầu vũ trụ chúng ta sẽ kết thúc bằng cái bài phỏng vấn của Tucker Carlson với lại DJ Vance à, DJ Vance nói rằng là chúng ta thực sự đã biến Ukraine trở thành một cái quốc gia lạc hậu và điều này không nên bị coi thường hãy nhìn mà xem mục tiêu của chúng ta luôn luôn muốn biến Ukraine trở thành một quốc gia độc lập có thể kháng cự lại trước người Nga. Thế nhưng chúng ta đã và có khả năng sẽ phải chi tới 500 tỷ đô la cho mục tiêu này. Tôi không nghĩ rằng đây là điều mà chúng ta nên theo đuổi. Thậm chí kể cả chúng ta chấp nhận mục tiêu này đi chăng nữa với là một cái chính sách quan trọng của chính phủ Mỹ thì đến bây giờ chúng ta còn chưa đạt được bất kỳ một điều nào mà nó sát với lại mục tiêu chúng ta đã đề ra. Chúng ta đã biến một quốc gia có 40 triệu dân, bây giờ họ chỉ còn hơn 20 triệu. Hãy nhìn vào những người đàn ông ở đó mà xem. Tất cả những người trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình đã bị giết, bị thương hoặc bị bệnh tàn tật. Họ không bao giờ có thể sống một cuộc đời bình thường hoặc ít nhất là còn có thể sống được nữa. Đây là những gì chúng ta đã đạt được ở Ukraine. Ukraine đã trở thành một quốc gia tuyệt vọng và chắc chắn họ sẽ trở thành một trong những khách hàng vĩnh viễn của nước Mỹ chúng ta và của ngân sách của các nước NATO. Nhiều người nói rằng là NATO rồi sẽ giúp Ukraine trong cuộc chiến khi mà họ đối đầu trực tiếp với lại quân đội Nga. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Và như vậy là Quan điểm hết sức rõ ràng, đúng ạ. Dù sao chúng ta cũng thấy rằng ông này ông nói cái gì nó cũng rất là rõ ngọn ngành. Rất giống như Donald Trump. Đấy. Thế thì mình không biết cái tính cách của ông này nó như thế nào. Chúng ta chỉ biết là đó là một con người uh, ngày xưa vốn là người mà phục vụ quần chúng đấy Thì bây giờ là ông là một người đã đổi luận điệu. Đấy. Và uh, cứ nhìn vào ông Lindsey Graham, trước đây thì cũng ủng hộ cuộc chiến Ukraine và phản đối ông này. Thì bây giờ gọi ông này là ứng cử viên lý tưởng. Đấy, và hai ông ấy bây giờ đều hướng về cái vùng đất Exaden. À, Thế thì cái câu chuyện như vậy cho thấy rằng là những con người như này họ đang bị giật dây ở đằng sau rất nhiều, đúng không ạ? Thì, và ít nhất chúng ta không biết là cuộc chiến ở Trung Đông chúng ta chưa bàn đến Chắc chắn là việc ông này ông lên thì làm tin xấu cho vùng Trung Đông rồi Thế nhưng mà ở chiến cuộc Ukraine thì chúng ta sẽ còn phải chờ xem Bởi vì như tôi nói cùng quý vị ấy là câu chuyện là họ là những cái người chịu cái sự ảnh hưởng của chính sách uh, gọi là lobby đúng không ạ cho nên rất khó để nói rằng là họ có thể có khả năng để chủ động trong cái cương lĩnh chính trị của mình và rất có khả năng khi họ nên lên làm những vị trí mà được người ta gọi là vận động lên thì họ sẽ phải làm cái gì đó để trả nợ đúng với vậy cho nên là chưa, chưa nói được điều gì nhưng ít nhất đây là một cái tin rất xấu cho châu Âu và cho Ukraine. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.